Chú chó không sợ khổ, nằm ngoài nắng cả ngày đợi chủ. Chó không chê chủ nghèo chính là câu nói đúng nhất dành cho bé chó trong clip này. Được biết, em chó đi theo chủ của mình đi làm. Chủ của em nó làm bảo vệ ở một cửa hàng KFC. Vì quy định nơi làm việc, em chó không được đến gần cửa hàng nên chỉ đành nằm ngoài để đợi chủ của mình. Thấy em nằm ngoài nắng, chủ của em cũng tự làm một ngôi nhà nhỏ để có bóng mát cho em nó. Cứ thế, em chó nằm đợi đến khi chủ của mình tan ca và cùng về nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.